đang làm gì đây? Đang ủi đâu, ủi này cho nó thẳng bóng anh ơi. Ủa lúc nãy nói là làm gì luôn hả? Chứ sao nữa, nhìn nó kỳ lắm, nó nhỏ nhèo quá. Mà cái này là cái chỗ mặt tiền đường để cho mình chụp hình nữa. Mà nó phải thẳng thẳng ra một tí. Nó hơi nhèo quá. À. Tại vì chị Thanh chứ không có thời gian làm, quý vị ở nhà chị Thanh cũng ít người hết. Nên là mình phụ được gì mình phụ. À. Còn một tiếng nữa là bắt đầu làm lễ. Nên là mình còn thời gian nữa là mình làm này. Đó, bây giờ là bụng rỉa rồi nọ tới lúc đông rồi đó. Đỡ cho tay nó thẳng, đỡ cho anh. Đỡ hơn xíu á. Nhưng mà cái này nó phải làm nhiều nhiều lần mới được cơ. Cái vải này nó hơi ấy rồi. Nó không giống như cái áo của mình. Cái tay mài quá trời. Chú kéo ra cho con ngủ cho đẻ chú. Dài con nãy giờ nó nhèo rồi nè. Ủi lại được luôn á. Trời ơi, tức cái bàn ủi của chị Thanh quá à. Trời, Trâm xíu Trâm lấy cái bàn ủi của Trâm. Bàn ủi của Trâm nó hán hơn. Bàn ủi của Trâm nó mạnh hơn. Anh Kịch gọi. Chú ủi cái này đây, con ủi cái kia. Anh người làm sáng lắm. Mình vẫn phải muốn cho nó thẳng một xíu cho nó thú vị á. Cái này đáng lẽ ra cái chỗ bên rạp á, người ta dựng cho mình, người ta phải ủi trước chứ. Để đâu mà nhèo như vậy. Mấy ngày này cô dâu bận rộn dữ lắm, lo từng ly từng tí. Rồi lo cho diễn viên này nọ, chỗ ăn, chỗ ở, từng lắm hết. Còn một tiếng nữa mới tới là giờ làm đẻ đó nha. Nói chung là mình ủi cho nó thẳng sơ sơ thôi cũng được nữa. Để ngồi cái chỗ này nó chụp hình, cái mắt thẩm mỹ đó. Cái này là mình phê bình cái chỗ làm đẹp. Họ phải ủi cho cô dâu. Cô dâu làm ủi với cái này. Đúng không cả nhà? Em đi lên sớm em phụ cho anh cái món này đó, ít chịu lắm. Cột lại luôn mới đẹp hơn ha, để kia nó được thưởng à. Để con lấy kẽm, để con lấy kẽm.
kẽm ấy nè. Con ở nhà mình có kẽm không cô? Cháu, cháu nhà mình có kẽm không cháu? Nhà mình có kẽm không? Cho con hai cọng kẽm đi, con cọng này luôn. Trong cọng này luôn, cho đẹp luôn. Đúng rồi đó có nhà. Và đây là bàn để mà đón nhà thằng trai nè. Đó, đón thằng trai nè. Ngày hôm nay là Tâm giữ lại mọi người là sẽ bận đồ của Bưng Quả với lại Bưng Quả nam của nữ. Chú ơi, vô con đeo này cho này chú ơi. Còn nữa chú. Bữa nay là chú sẽ được xin dâu. Ngày hôm nay chú có vợ hay không mà nó quyết định ở đây nè. Kéo đi rồi, kéo đi rồi. Đó, vậy nó không bị hư tật. Dạ luôn hả chú? Nhưng mà nó bị mắc, nó mắc kẹt hai hộp nút ở đây rồi. Dạ luôn hả? Nó phải vô hai hộp nút này tháo ra. Chú tháo hai hộp nút này giùm con đi. Để con tặng đây cho. Tháo hai hộp nút đó ra nó mới vô được. Rồi giờ ai cũng phải có cái này. Phương à. Anh Phương. Phương ơi vô đây luôn, em đeo cho luôn nè Phương. Chăm sóc từng ly từng tí. Đó, mình là mình lên đây sớm chủ yếu là mình phụ. Mình phụ chị Thanh đến điện cái đôi quá. Mình chị Thanh làm hết được mấy cái chuyện này đâu. Phải có người một người phụ. Chứ không là cô dâu sẽ đuối dữ lắm. Đó mấy chú ơi. Anh Cậu vô đây. Xong rồi anh vô đây luôn anh. Mọi người vô đây luôn. Chết cha cái này sao nó bị mất cái này rồi. Như nó con nó bị rớt
coi rớt trong đó. Dạ. Anh vô đây luôn anh. Lấy ra luôn. Khẩn trương đi. Đến giờ Hoàng Đạo rồi. Tới giờ còn 1 tiếng nữa rồi. Còn 1 tiếng nữa thôi cho nên mình chuẩn bị sẵn luôn. 10 giờ rồi. 11 giờ mới làm lễ, quý vị giờ 10 giờ rồi. Rồi bây giờ cái này cái cổ quan trọng quá thì rồi để đây được rồi. Tại vì không có giày lúc áo này được á. Rồi ok. Cầm nước thôi quan trọng. Cái này là nhà trai đó cho. Còn lấy nhà gái chứ có luôn. Em biết rồi nhưng mà bây giờ nhà trai gắn lên luôn. Em hỏi nè nè chụp đi chị đi. Tôi tán không bây giờ. Thằng này không ướp hại ra đi tâm đi. Rồi anh dạy này giờ em đi anh. Chậm quá. Chậm dữ lắm á. Chú tái không bây giờ lẹ lên không? Chú lẹ lắm. Chú lẹ lên không chú? Để giờ con bị tới nơi tới giờ rồi mà. Chú cho như chú rể vậy trời. Anh cứ đem đi để chăm quay clip. Sao chiều đi rồi sao đấy đừng gửi lại. Quay clip gì trời em chuẩn bị cho chị. Em không làm nữa. Mấy cái việc nhỏ nhỏ lặt vặt em lo hết cho chị rồi. Mà chị còn nói em. Em khổ quá à. Mấy cái này á là phải có người phụ chị ai. Em chắc chị ai nữa. Phụ họa liền. Phụ họa này bức quả thật cho ai vậy mà phụ họa. Phụ họa này uống lắm. Trời ơi, nhìn nhớ chú rể vô trời. Phụ họa này anh em ra chụp cái. Bụng đau, bụng đau. Cái này á, đúng nhà là đừng có mang nịch. Nịch đúng không? Dạ, không mang nịch có trẻ mình nó mới đẹp. Dạ, dạ, dạ. Con quần lỏng quá. Ốm quần lỏng quá. Ờ, cũng được, cái nịch cũng được mà. Thì những người không đeo nịch là những người trẻ. Còn những người đeo nịch là những người già. Đúng không chú? Cái này nó giống như nó móc móc đúng không? Thì đúng rồi, đúng rồi anh đi. Cái tên hả? Anh, đúng rồi, cho nên là mình không có lịch đó. Đó, anh Phương, anh Phương. Vô đây luôn, anh. Vô đây hình nào? Vô đây luôn, vô đây hình, vô đứng đứng đây đi. Chưa có đeo. Đeo cho. Đó thấy chưa, em không đeo được, chị không đeo của dâu là những việc như này. Chị đây em. Để anh khỏi thử. Cái này quay kênh mua Hồ Bích Trâm hả? Rồi, cho anh. Của em đó chị. Kênh của Hồ Bích Trâm phải nói vô cho Trâm chứ không nói một lại là gì. Rồi, để anh chốt. Anh cho em lại thông tin đi. Rồi bây giờ đội hình anh vô một đứng vô giùm em nè. Thì giờ cho anh đứng luôn nè. Ủa, tiếp một người hả? Đầy đủ địa chỉ này nọ với... Thiếu ai? Còn thiếu ai? Anh Tưởng. Ủa, anh Tưởng chưa lên hả? Anh Thuận không có bưng. Anh Thuận không bưng. Dạ. Rồi, anh Thuận đó, anh Thuận dậy không có nổi. Có một cái dây này, cái mắt này nó bị dây nè. Ôi, đúng quá. Mất hả? Mất cái mất hả? Đúng rồi. Rồi mình có tìm cách xử lý đi, mình bấm lại hay sao? Anh ơi, chưa vô, đứng xếp hàng giùm em đi. Đứng xếp hàng giùm em. Từ theo lúc tuổi nha, chú đầu tiên. Chú già chứ. Ủa sao mình không đứng ngoài cổng em? Ờ ha, đi ra đây. Đây là thưa quý vị, đây là cái dàn là bưng quảng nam của Trâm đã chuẩn bị cho anh Thịnh. Đây, cái dàn hương quả này nhắn bộ hình như là Trâm thuê dịch vụ trả tiền hay sao, nói cái gì cũng nghe hết á. Chị ơi chị, sau cái đám cưới của chị thì em về trong Sài Gòn em mở cái dịch vụ bưng quả sáu muối. Đợi anh đứng đặng nó giùm em đi, đứng theo lứa tuổi nha. Đứng theo lứa tuổi. Ôi anh đứng theo lứa tuổi, anh ra đầu hàng đi, trẻ nhất xong. Ủa đúng không, trẻ nhất không? Chị là già nhất. Ai trẻ nhất, đây trẻ nhất. Trẻ nhất. Chứ bằng áo trắng nhất. Cái người bằng áo trắng nhất là cái người mà có tâm hồn trong trắng nhất. Rồi cái màu này hơi đục nè. Mới mua. Ê sao mà cái màu đục vậy ta? Không, màu đó là màu kem. Còn này là màu trắng. Wow, cái giày rễ là đẹp nha.
Đôi bắt được em. Đôi bắt được em. Đó, rất đẹp luôn nha, cái yêu quý vị. Đây, quý vị. Anh mọi người hơi sai một tí. Nơ đen, dây đen, dây nịch đen nhưng mà đôi dài nâu. Hơi sai một tí nha. Anh là đen, 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 nhưng mà cái quần lại là quần jean. Sai. Đây, đen, đen, đen. Ôi, đẹp trai. Yeah, yeah. Đẹp trai, nhưng cái đầu tóc chưa được đẹp trai cái lắm. Đẹp, đẹp, đẹp. Cầu anh là anh phải giúp lên. Ok. Anh xong. Anh Trương. Đen, 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 được. Giết. Đây. Xin cảm ơn. Anh nào chọn không? Tâm hồn của anh nó màu vậy mà. Còn chú nè, tâm hồn rất là trắng, ok. Nơ đen, 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 đen. Đôi dài trắng cũng được không? Họ chỉ là cái áo chứ. Cái quần nó hơi tem tua. Mình lớn tuổi nhất ở đây mà mình bận cái quần mà tao nói trẻ câu nhất luôn. Trời ơi, ông chú của tôi xì tin quá. Đó, thưa quý vị chọn năm anh này, quý vị chọn anh nào? Còn một anh nữa cũng quên, đó là anh Ngọc Tưởng chưa tới. Bây giờ tới nhà gái nè, không mời mấy chị ra đây. Cô Tư. Cô Tư, đây con. Cô Tư chị ạ, em. Cô Tư sô cô la đó. Cô Tư sô cô la đó. Ờ chị. Chị mua sô cô la về đó. Con nè, về nhà gái nè, quý vị đèn đèn ta đèn. Đèn đèn ta đèn, đèn ta đèn, đèn ta đèn. Trời ơi. Kê kê mở. Mở, mở, mở. Là năm người này bưng quả luôn hả? Không chị, bưng quả là em thì Tường Vi rồi Nhật Hạ, nhưng giờ này các chị bưng quả chưa có lên. Đó, đây chào nhà gái nè. Đây là cô Tư. Chị Phượng. Chị Phượng. Dì Minh. Dì Minh. Mở lắm. Mở lắm. Mở lắm. Mở lắm. Tôn chồng mở lắm. Đó, 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 đó. Dạ, nhà gái quá hấp dẫn không? Đây, quý vị, vàng đeo quá trời lấp lánh rồi. Quá trời, quá trời, quá đất luôn đó. Rồi, bây giờ, ai kia? Đúng rồi, má Hoài An đâu vậy? Rồi, má Hoài An, tới rồi mình ra mình đoán cô giao phụ nha, quý vị. Chưa. Anh bưng quả, mình nấu bưng quả. Mình nấu bưng quả phải không? Mọi người đi bị trễ rồi đó, cả nhà, đi ra đón. Rồi, có ai nữa. Nữa là hoàn thiện rồi, mình chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa cho cái buổi lễ nó diễn ra. Hy vọng là buổi lễ diễn ra suôn sẻ và chị Thanh sẽ nhận được nhiều vàng. Xin chào.